Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là em về được có vài chiếc cổ loa siêu tép. Đấy, siêu loa tép nhá. Từ neodymium và côn sử dụng dây nhôm dẹt cối nhôm. Dòng này thiết kế của BNC đến từ thương hiệu BNC của Ý và sản xuất gia công lắp ráp tại Trung Quốc. Đấy. Mã này là sản xuất vào tháng 4 2021. Dòng này là cổ tép 750 neo bi nhé. Và dòng này như bên em được tìm hiểu đó là cái dòng tân, tức là tân neo bi. Nó sẽ bổ trợ cho các bác một cái dải gọi là cái mid ram rất là dày, có thể xuống được 500 Hz. Đấy, xuống được 500 Hz và đánh cường độ công suất rất là lớn, liên tục lên đến 220W, rất là khủng. Thì đây là em xem thông số ở trên website của hãng BNC, xong bắt đầu là tìm hiểu ra thì nó giống hệt, thì mới dám nói là công suất liên tục lên đến đỉnh điểm 220W. Đấy, cối nhôm nhá, cối nhôm này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 1 khe này, 2 khe này, 3 khe này, 3 khe để thoát hướng dẫn nó tép. Còn một số dòng BNC đời cao nữa thì trong này họ sẽ có phụ dầu nên là nó sẽ được cái tiếng nó giải mít nó tốt hơn rất là nhiều, nhưng mà cái giải siêu tép thì hơi bị hụt một tí. Đấy. Đây là cối nhôm và côn cũng là dây nhôm luôn. Hàng cao cấp nhé. Đấy. Dòng này thì trước là chỉ có vào tầm 3 triệu đến 3 triệu 2 thôi, nhưng mà bây giờ thì em nói thật các bác là giá đó không mua được. Đấy. Dòng này bây giờ lên rất là cao rồi. Hiện tại như dòng này thì bên em đang bán với mức giá là 3 triệu 800 nghìn đồng trên một cặp bao ship. Rất là đắt nhá, không rẻ đâu. Ốc đây. Ốc này bằng inox này, đưa nó có hút đâu. Đấy. Nhét vào thì nó dính thôi nhưng mà nó hút đâu. Còn đây ví dụ cái thanh sắt này nha, lại gần này. Đấy. Hút như đá vô cực luôn này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Hút như đá vô cực luôn. Hút rất là ghê. Đấy. Đây nhá, em về được có mấy chiếc thôi thì về theo một đơn đặt hàng đặc biệt của một bác khách. Em tiện em quay cho các bác xem thôi, chứ còn cái cổ này em nói thật các bác là nếu như có ai đặt thì em mới lấy. Chứ không thì em không lấy đâu, bởi vì nó giá nó về rất là đắt rồi nên là khó bán lắm. Mà phải gặp đúng người chịu chơi cơ. Đấy, thì mới bán được, chứ còn không thì không bán được đâu. Dòng này em nói luôn, đây là cái dòng này là dòng gọi là dòng tân, tức là phiên bản nâng cấp đặc biệt. Như của BNC thì họ chỉ có neo vòng thôi chứ không có neo bi. Đấy. Còn sang hãng khác ví dụ như là Phyto, đấy thì neo bi có rất nhiều. Nhưng mà động đến Phyto thì thật lắm rồi. Đây. Nguyên đai nguyên kiện. Neo bi nhá. DE 850 hoặc là 900. Đấy. Mã của nó là vậy. Vì em sẽ bỏ hết ra luôn. Bỏ hết cổ loa tép ra cho các bác xem. Cái này em không tháo đâu. Bỏ ra thôi chứ không tháo đâu. Bây giờ lại tháo ra nữa thì tí lại nắp lại mất công. Nhấc ra thôi. Cụ neo bi. Cụ nó xịn lắm đấy nhá. Rất là ít khi có được cái hàng cao cấp này. Mua cái này thì không có khó lắm, nhưng mà nó thật sự là nói thật với các bác là rất là đắt. Sang nhờ anh em mã người ta bắt đầu mới lấy hộ cho. Đắt lắm. Đấy. Đây. Cụ neo bi đây. Đấy, tự nhiên là dưới đất là mấy cái tủ bóng rồi. Tí là phải dọn. Thì đây, các bác xem nhá. Côn là côn dây nhôm dẹp. Em sẽ quay cho các bác xem ở đây. Chứ không phải là con dây đồng. Dây nhôm dẹt nên là các bác nhìn gần như là không thấy cái lớp dây họ quấn lên nhau. Và đây là họ chỉ quấn có một lần duy nhất thôi, một lớp đô thôi. Đấy. Dây nhôm dẹt cao cấp nha.
Ok, các bác nào quan tâm thì lại trực tiếp nhá. Hôm nay là có mấy con mèo nó đột biến thế này. Xuống nha, không chơi đây đâu nha. Xuống nha. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.